Kính thưa quý vị và các bạn, mọi sự chậm trễ của chính quyền đều mất điểm trong đánh giá của nhân dân về nền hành chính. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính là một trong những công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đặc biệt chú ý, xem cải cách hành chính là nỗ lực để nâng cao chỉ số PCI và PAPI, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên gần đây lại nảy sinh vấn đề chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn tăng cao và Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chấm dứt tình trạng này. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng xem những hình ảnh và con số sau đây. Nhìn trên màn hình máy tính của một nhân viên làm việc tại văn phòng đăng ký đất đai, dễ dàng nhận thấy rất nhiều dòng màu đỏ. Đó là màu sắc cho thấy những hồ sơ thủ tục hành chính bị trễ hẹn và tồn đọng cần giải quyết. Cái số lượng mà tiếp nhận hồ sơ nhiều mà thời hạn xử lý đối với một cán bộ thì ít nên là dẫn đến là số lượng đỏ lên là nó nhiều hơn. Theo báo cáo số liệu tình hình tiếp nhận trả kết quả tiếp nhận thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị mới đây nhất là tháng 5 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính với hồ sơ quá hạn lên đến 10.125 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ quá hạn chiếm 23,9%, tăng 14,2% so với tháng 4 năm 2022. Các cơ quan có số lượng hồ sơ trễ hẹn cao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và huyện Vĩnh Linh. Tình trạng này khiến người dân và doanh nghiệp không hài lòng. Trong nhiều việc yêu cầu khắc phục ngay tình trạng nói trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh chấm dứt tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính và nghiêm túc thực hiện việc công khai xin lỗi người dân đối với các hồ sơ trễ hẹn theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, đối với các ngành và địa phương có hồ sơ trễ hẹn cao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và huyện Vĩnh Linh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh phải giải trình về tình trạng hồ sơ trễ hẹn nói trên. Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và huyện Vĩnh Linh cũng đã có báo cáo lý giải vấn đề đó. Tuy nhiên, mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đều có những biện pháp quyết liệt hơn để đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo rà soát hồ sơ, nguyên nhân trễ hẹn và có giải pháp cụ thể để chấm dứt tình trạng trễ hẹn trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 6 năm 2022. Công điện của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các địa phương cũng nêu rõ, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố quán triệt đến từng chi cục thuế, không trả lại hồ sơ, không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ mà cần thực hiện tính thuế theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện rủi ro, chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra sau. Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính là lĩnh vực được các lãnh đạo tỉnh rất quan tâm. Bên cạnh những chỉ đạo quyết liệt của mình, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng giao Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại cải cách hành chính và xem xét việc khen thưởng trong năm 2022. Không đề nghị khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương làm ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc mục sự kiện và bình luận tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.